Rồi, mình xin chào các bạn nha. Mình rất vui khi được gặp lại các bạn ở kênh YouTube này nha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu sản phẩm đồ chơi trẻ em. Là cái mẫu này là cái mẫu xe tăng tự hành chạy 360 độ dùng pin nha các bạn. Và mẫu này có khả năng biến thành siêu nhân nha các bạn. Xe tăng biến thành siêu nhân nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, chiếc xe tăng nha các bạn. Vẫn là mẫu tự hành chỉ dùng pin nha các bạn, tức là các bạn khi mà các bạn gắn pin vào thì xe sẽ tự động chạy, gặp chướng ngại vật xe sẽ tự động quay đầu lại nha các bạn, mà không cần mình, không phải mình điều khiển nha. Đây là sử dụng pin thôi, không phải điều khiển. Mẫu này thì thích hợp cho các bé từ 3 tuổi trở lên nha các bạn. Mẫu cái mẫu tự hành dùng pin này thì nhìn chung thì phù hợp các bé từ 3 tuổi trở lên và không cần phải yêu cầu độ tuổi quá cao, tại vì chỉ mẫu xe điều khiển máy bay đâu các kiểu này kia thì nó mới yêu cầu mình là cần phải được bé có độ tuổi cao hơn để có kiểu khả năng điều khiển và vận hành với các bạn. Còn mẫu xe thì tự hành cho nên là bé còn nhỏ nhỏ là tuổi là chơi được rồi. Đấy, về chức năng của cái mẫu xe này thì nhìn chung thì mình cũng thấy tương tự như cái mẫu xe khác thôi, nó là nó có đèn nè, nó sẽ di chuyển xoay 360 độ nè, và có nhạc nha các bạn, đèn chạy và nhạc. Đấy, bạn nhìn nào thì nhìn chung mình cái phần mẫu mã nhìn có vẻ khá là bắt mắt nha các bạn. Đấy, xe tăng chiến đấu biến hình thành siêu nhân tiếp tục chiến đấu tiếp. Ok, bây giờ mình sẽ tháo ra và gắn pin vào thử cho các bạn cùng xem nha. Đấy. Đấy, tháo ra. Đấy, các bạn thấy chưa, đây đúng chất mẫu xe tăng luôn ha. Đấy, nhìn này, xe tăng nha. Đấy, xe tăng mình không thiết theo phong cách của nước nào, nó huyết Đức hay là Nhật hay là Mỹ các bạn ơi, nhưng mà mình biết mẫu xe tăng thôi nha các bạn. Đấy, thấy chưa, các bạn thấy không, nhìn cũng phong cách nhà binh như các bạn, đúng chất phong cách nhà binh luôn nha, là nó sẽ sơn được màu cái tông màu xanh đậm đen. Đấy, phong cách nhà binh là như vậy nha các bạn. Đấy, nhìn thì khá là đẹp, khá là bắt mắt luôn. Đấy, đây là cái phần bánh xe tự hành 360 độ nữa nha các bạn. Đây là cái phần bánh xe phụ dùng để giữ thăng bằng, dùng và để chạy nha các bạn. Tuy là cái hình dạng nó là cái mẫu xe tăng là bánh xích, nhưng mà hầu như mình thấy đa số những cái mẫu xe sử dụng pin này đều phải có bánh xe tròn để mà tự hành nha các bạn, chứ không thể nào chạy bằng bánh xích được nha các bạn. Đấy, do nó mẫu này thì nó biến, không nó chạy một chút xíu nó biến thành siêu nhân, cho nên cái phần bánh xích này nó sẽ biến thành cái khiên nè, cho nên là nó không thể nào mà làm bánh xích liền để mà chạy bằng bánh xích được như các bạn, tại biến nó có chức năng biến hình nữa. Đấy, nhìn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ lắp pin vào và thử cho các bạn cùng xem nha. Đấy, lắp pin vào đây, lắp pin đây. Xe thì sử dụng 3 pin nha các bạn. Đấy, 3 pin 1.5V 2A nha các bạn. Các bạn cứ lắp theo đúng thứ tự chiều hướng dẫn của nhà sản xuất là đúng là sẽ được nha các bạn. Đây, mình lắp vào. Rồi, đóng nắp vào nha các bạn. Đấy, đây, đây là công tắc đây. Công tắc, rồi, mình sẽ bật lên cho các bạn xem nha. Giờ nó nổ máy lên đó chưa. Đấy, bây giờ mình sẽ để là nó biến thành siêu nhân các bạn. Đấy, các bạn thấy không, mình quay chỗ quay cho mình xem đi. Đó, biến thành siêu nhân các bạn. Đấy, các bạn thấy không. Đấy, nó nằm xuống các bạn. Nó sẽ luôn chuyển, sẽ chuyển luân phiên các bạn, có nghĩa là sản phẩm nó sẽ khi nó sẽ biến thành siêu nhân xong tự động biến thành xe thì chạy tiếp, và chứ xe sẽ luôn chạy và chứ luân phiên chuyển đổi qua lại nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ mở ra để cho nó chạy các bạn cùng xem nha. Đấy, này nó chạy này. Đấy, xe tự hành cứ đụng mà tự động xe nó sẽ quẹo lại nha các bạn. Đấy, đấy đó, các bạn thấy không, đụng mà tự động xe nó sẽ quẹo lại nha. Đấy, nó giờ bây giờ nó sẽ nằm xuống thành chiếc xe tăng. Đấy, đấy, một lát nó sẽ biến thành một chiếc thằng siêu nhân nha các bạn, đứng lên thành siêu nhân nha các bạn. Đấy, đó, thấy không, nó đang đứng lên nha các bạn. Đấy, đứng lên nó vừa chạy vừa biến hình bình thường nha các bạn. Đấy, siêu nhân này thấy không. Đấy, vừa chạy vừa biến hình bình thường nha các bạn. Đó, chạy không, đó. Đó, đó,
Nếu mà các bạn nha chỉ muốn xe nó đứng im và chỉ muốn nghe mà tiếng nhạc, tiếng đàn và nhìn thấy đàn và biến thành siêu nhân thì các bạn gắn cái chụp này lại cho các bạn, là tự động nó sẽ đứng im chứ cho bé nhìn ngắm không cần phải chạy nha các bạn. Đấy, thấy không? Đó, những mặt ngầu chưa? Đấy, bắn đùng đùng luôn, chiếu chiếu luôn, có đèn luôn, đèn chớp chớp luôn. Đấy, có súng nữa các bạn. Đấy, giờ nằm xuống nè, giờ nằm xuống. Đó, đó, nằm xuống thành siêu nhân các bạn, thành chiếc xe nha. Đấy, thành xe tăng. Đấy. Đó, biến tiếp này, à, thấy chưa? Tự động hết chưa các bạn? Tự động, tất cả đều tự động hết nha. Đấy. 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 Nếu mà các bạn có muốn tham khảo chi tiết về sản phẩm này cũng như về giá bán thì các bạn vui lòng mà nhập vào link bên dưới mô tả nha các bạn. Mình có để link dưới phần mô tả nha. Đây. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem hết video clip của mình nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau nha.